Thưa quý vị và các bạn, hoạt động đo lường có một vai trò rất quan trọng và không thể thiếu được trong đời sống kinh tế xã hội của đất nước. Đo lường thống nhất và chính xác góp phần đảm bảo công bằng xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mọi tổ chức cá nhân, đồng thời đẩy mạnh phát triển khoa học và công nghệ, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế. Trong chuyên mục pháp luật và đời sống hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn hoạt động đo lường trên địa bàn tỉnh trong việc góp phần lên minh hóa thị trường, bảo vệ quyền lợi doanh nghiệp, người tiêu dùng. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng. Trong thời gian qua, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tham mưu Sở Khoa học và Công nghệ ban hành quyết định số 2359 ngày 17 tháng 11 năm 2009 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị, quy định xây dựng và tổ chức hoạt động trạm cân, đổi chứng tại các chợ trên địa bàn tỉnh. Trình Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành chỉ thị số 14 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc tăng cường quản lý nhà nước về đo lường trên địa bàn tỉnh. Quyết định 2294 ngày 27 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị về triển khai chương trình nâng cao năng lực quản lý đo lường cấp huyện và quản lý chất lượng nhãn hàng hóa tại các chợ nông thôn giai đoạn từ năm 2015-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Việc ban hành các văn bản nêu trên là cơ sở để tăng cường công tác quản lý nhà nước về đo lường trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, Chi cục đã chủ trọng việc tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật để nâng cao nghiệp vụ về đo lường cho các đơn vị, cá nhân sản xuất kinh doanh, ban quản lý các chợ trên địa bàn, các quy định của nhà nước về hoạt động đo lường, đặc biệt là phương tiện đo nhóm 2. Tăng cường công tác thanh kiểm tra để giám sát việc thực hiện quản lý phương tiện đo, đặc biệt là một số phương tiện đo nhóm 2 được sử dụng phổ biến với số lượng lớn trong đời sống xã hội, như các loại cân đồng hồ lò xo, cân bàn, cân đĩa, cân treo, công tơ điện, đồng hồ đo nước, cột đo xăng dầu. Thì thời gian qua thì hoạt động tiêu chuẩn đo chất lượng là được đánh giá là đã có những cái sự phát triển là vượt bậc. Thứ nhất là về cái cơ sở hạ tầng kỹ thuật, cái hoạt động kiểm định đo lường cũng đã đáp ứng được cơ bản cái nhu cầu của xã hội, của các tổ chức cá nhân, đã phục vụ tốt cho các cái hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và cũng như là phục các cái hoạt động phục vụ quản lý nhà nước về đo lường. Trong đó thì các cái đơn vị được chỉ định các cái hoạt động kiểm định đã đảm bảo được cái yêu cầu về chuyên môn cũng như là yêu cầu về mặt pháp lý, và quá trình thực hiện các cái nhiệm vụ của các tổ chức kiểm định này cũng đã có sự giám sát chặt chẽ của các cơ quan quản lý nhà nước, đã tạo được cái sự ổn định trong về đảm bảo được cái quyền lợi cho cái khách hàng, cho người tiêu dùng. Thì hiện nay các cái tổ chức kiểm định cũng đã đáp ứng được cái nhu cầu kiểm định của địa bàn tỉnh, với là tỷ lệ phương tiện đo được kiểm định đạt trên 90% trên tổng số phương tiện đo trên địa bàn tỉnh đã được kiểm định theo quy định. Trung tâm thí nghiệm điện Quảng Trị thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thí nghiệm điện miền Trung hiện đang thực hiện đo lường kiểm định các phương tiện đo liên quan đến điện như công tơ cơ khí, công tơ điện tử 1 pha và 3 pha trực tiếp và gián tiếp. Hàng năm đơn vị này tổ chức kiểm định từ 20 đến 25.000 công tơ điện phục vụ đảm bảo đo lường trong mua bán điện. Các thiết bị để kiểm định thực hiện theo quy định của pháp luật, đảm bảo đo đếm chính xác, đảm bảo quyền lợi cho khách hàng và các đơn vị bán điện. Về cơ bản đáp ứng nhu cầu kiểm định phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh bán lẻ và phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước của tỉnh trong lĩnh vực đo lường chất lượng. Đây là một trong những lĩnh vực có phương tiện đo lớn nhất trên địa bàn tỉnh với gần 200.000 công tơ điện đảm bảo hoạt động đo lường. Chúng là các cái phương tiện đo đây, ngoài cái quyết định 2 mà đã xác nhận cái phương tiện đo đạt cấp chính xác rồi á, thì hàng tháng ở đây là các anh em ở đây là hàng tháng phải xóa các cái mẫu ví dụ như cái bàn này bàn kia để đảm bảo cái phương tiện đo là đạt
cái độ chính xác, bởi vì cũng cho cái nhiều cái sơ suất trong cái vấn đề cơ cấu đó của thiết bị, mình phải so sánh lại, sau đó mình cùng ghi sổ vào nhật ký hàng tháng, sau đó là các phương tiện đó của các đơn vị thì đến đấy thì khi mình đã khẳng định rằng phương tiện đó của mình là đảm bảo thì mình mới thực hiện đó, kiểm định các phương tiện đó, các đơn lực của các khách hàng. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 3 đơn vị được chỉ định tổ chức thực hiện kiểm định phương tiện đo, gồm Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quảng Trị, Trung tâm Thí nghiệm điện thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thí nghiệm điện miền Trung, Xí nghiệp Sản xuất Nước sạch Đông Hà thuộc Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Trị. Hoạt động của các tổ chức kiểm định đã cơ bản đáp ứng được nhu cầu kiểm định đối với các loại phương tiện đo như cột đo xăng dầu, kênh phân tích, kênh kỹ thuật, kênh sử dụng trong kinh doanh vàng, kênh thông dụng các loại, taximetre, công tơ điện 1 pha, 3 pha, đồng hồ đo nước lạnh, vân vân. Các đơn vị này đã góp phần đáp ứng cơ bản nhu cầu đảm bảo quy trình về đo lường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và phục vụ tích cực cho hoạt động quản lý nhà nước về đo lường trên địa bàn tỉnh. Đến nay, hệ thống chuẩn đo lường được Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và các ngành điện và nước đã đầu tư một số lĩnh vực, khối lượng, dung tích, điện, nước, áp suất. Hoạt động kiểm tra được tăng cường các loại phương tiện đo, phép đo, kịp thời phát hiện và đề nghị xử lý kịp thời đối với các hành vi vi phạm pháp luật về tiêu chuẩn đo lường chất lượng, góp phần quan trọng trong việc bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người tiêu dùng, của các doanh nghiệp kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Chúng tôi thực hiện theo quy trình đo lường chất lượng dưới sự quản lý của công ty, có sự giám sát của chi cục đo lường chất lượng của công ty, và chúng tôi thì làm việc là công bằng, cũng lời cho khách hàng mà cũng làm theo là quy định. Những cái phương tiện đó của mình đấy là hàng năm là có bên chỗ chi cục qua là để mà kiểm tra lại và chúng tôi có phép chúng tôi hoạt động. Nếu mà đạt cái yêu cầu thì chi cục họ mới cho phép mình hoạt động để cái gian hoạt động chạy đúng theo quy trình. Thực hiện thông tư 28/2013 quy trình kiểm tra nhà nước về đo lường và được sự chỉ đạo của Sở Khoa học Công nghệ, trong thời gian qua hoạt động kiểm tra và phối hợp thanh tra được tăng cường, trong đó tập trung tại các đơn vị doanh nghiệp, ban quản lý các chợ, trung tâm thương mại đã tiến hành kiểm tra, phát hiện nhiều vi phạm về đo lường như phép đo trong thương mại bán lẻ, phương tiện đo sai hỏng, quá hạn kiểm định, các lô hàng không đạt yêu cầu về kỹ thuật và đo lường, kiến nghị đến các cơ quan chức năng xử lý vi phạm theo quy định, đình chỉ sử dụng phương tiện đo buộc đóng gói, ngừng lưu thông lô hàng không đạt yêu cầu. Đặc biệt, đến nay trên địa bàn toàn tỉnh đã lắp đặt được 34 trạm cân đối chứng tại các chợ, trung tâm thương mại tại 7 đơn vị cấp huyện, gồm thành phố Đông Hà, Vĩnh Linh, Gio Linh, Cam Lộ, Triệu Phong, Hướng Hóa và thị xã Quảng Trị, nhằm phát huy vai trò từ giám sát của nhân dân. Toàn tỉnh có 275.000 phương tiện đo các loại, tổ chức kiểm định và quản lý thường xuyên, đảm bảo kiểm định định kỳ, phục vụ kinh doanh và đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng. Để hoạt động đo lường có hiệu quả, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã triển khai nhiều giải pháp cụ thể. Thì hiện nay chúng tôi cũng đã thường xuyên phối hợp với các đơn vị cấp huyện và các lực lượng chức năng để tiến hành thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, giám sát các hoạt động của các đơn vị sử dụng phương tiện đo lường này trong hoạt động kinh doanh sản xuất của mình. Vấn đề nữa là chúng tôi tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao được năng lực của các đồng chí cán bộ công chức làm công tác quản lý đo lường, cũng như là đội ngũ cán bộ kỹ thuật để nhằm đáp ứng được cái yêu cầu về chuyên môn, đảm bảo được các đáp ứng được cái nhu cầu của các khách hàng. Và một cái điểm nữa đó là chúng tôi cũng tham mưu để nâng cao được cái năng lực về cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng kỹ thuật, đầu tư được các trang thiết bị cần thiết để đáp ứng được cái yêu cầu về kiểm định các phương tiện đo, vừa đáp ứng được cái nhu cầu của công tác sản xuất và hoạt động sản xuất kinh doanh, vừa đáp ứng được yêu cầu của quản lý nhà nước. Có thể nói, đo lường là một yếu tố vô cùng quan trọng trong việc nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa trên thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế hội nhập hiện nay. Hoạt động đo lường nếu được quản lý tốt thì lợi ích chính đáng của các cơ sở sản xuất kinh doanh chân chính sẽ được đảm bảo, đồng thời với việc bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng. Để thực hiện được điều này, bên cạnh sự nỗ lực từ cơ quan quản lý thì còn có sự vào cuộc của chính các đơn vị sản xuất kinh doanh và toàn xã hội. Có như vậy, hoạt động đo lường mới thực sự đi vào đời sống nhân dân, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội ngày càng phát triển. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục pháp luật và đời sống kỳ này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.